Hi, và mình xin chào tất cả các bạn và anh em đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi một tựa game hoàn toàn mới trong loạt mini game nho nhỏ của Roblox, đó chính là God Simulator giải lập thân. Thì hiện tại khi vào game đó thì chúng ta sẽ có 4 nhân vật. Đây, mình sẽ chọn ai ta? Đây, mình thấy này là xem bộ là rất là đen tối. Mình đó, thì mình không muốn chọn dạng thần thánh đâu, mình muốn chọn là dạng này nè, nó mới đỉnh điểm vậy, cái gì kỳ vậy? À được rồi ha. Đó, sau khi chọn xong nó sẽ đưa chúng ta đến một cái chỗ nào đó. Đây, đây là nhân vật chính tông chính gốc của mình ha. Đó, shop. Rồi, bên đó là cái chỗ bán đó các bạn. Còn đây là chỗ mua cái gì, rồi để từ từ mình nghiên cứu sau. Mình biết là các bạn đã chơi cái game này mòn nát hết rồi. Riêng mình bây giờ mình mới vào quay clip quá muộn màng rồi. Đó là bãi farm chứ gì, gà, vịt, trâu, bò, ngựa gì ra đây nè, mình farm. Có phím quy nè các bạn. Rồi lý lẽ đi. Cho ra đánh coi. Rồi đây đây đây, vừa vào level 1 nha các bạn. Rồi mình sẽ đi ha. Đầu tiên, chiêu đầu tiên của mình. Gì kì vậy? À, mình có dẫn được chó xì ke nè các bạn. Đó đi 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 đi, con chó cà văn lỏ đó. Rồi bây giờ để mình đi nghiên cứu thử xem nào. Ở đây là chỗ nào đây? Chỗ khỉ ho cò bắn nào đây? À, chắc là mình nghĩ là mua những cái con bét đó các bạn. Dạng bét á. Nhưng mà mình cần phải có đủ tiền 200 coin. Rồi 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 rồi. Mình thấy nó giống như những cái tựa game bét quá ta. Rồi không sao, nhưng mà ở đây là nó chiến đấu rầm rầm đùng đùng, ra đây là coi như là thảm họa nha. Đâu coi coi. Ừ, đạo gốc, đạo gốc. Cũng dữ vậy thôi chứ. Chơi mấy bò này các bạn. Chơi hồi cái đã. Đó. Đấy, vậy chứ. Quất mấy bò à. Cuộc đời bây giờ á, bây giờ vừa vào thì mình chỉ có thể là đi đánh bò, đánh gà thôi. Đó, đây nè ha. Đó. Anh bấm cách 2 lần rồi. Cảm ơn Lightning Red ha. Đó. Cách 2 lần là nhảy chứ gì. Mình chưa test hết rồi. Ship chạy nhanh, control C, XV gì coi. Rồi, nếu mà có gì sai sót thì cũng mong các bạn comment bên dưới chỉ mình ha. Rồi quất nó. Bò nhìn anh hả mày. Nhìn chờ nó. Giống. Bò cũng phải lết với chiêu thức này của mình. Đấy. Đây có một bò các bạn. Giống cự. À, về đủ bán các bạn. Đó. Mình có tiền rồi ha. Đấy. Nó giống như những cái tựa game bet thôi các bạn. Với những cái tựa game mà hút được các kiểu á, hút 500 đồ á, hút tiền vàng đồ đó cũng y chang vậy thôi. Ra đây các bạn chịu khó đánh quái, sau đó có tiền về mình bán thôi. Đó. Rồi. Tiếp tục. Kỳ vậy? Chả nó. Chống hả. Này. Ngon lành. Chừng nào đầy thì mình về thôi, đâu rồi ta? Chỗ nào mà mình biết là đầy ta? Hiện tại mình có 250 máu đây. Đó. Đó. Nó full nha các bạn, nó full thì mình về cái mình bán, mình lấy xiềng thôi. Đây nè các bạn, đó, chỗ này nè. Đó, bây giờ mình mới để ý ở đây thấy không? Rồi, tiếp tục ra, cứ vậy. 40 tiền này mình có thể đến shop mình mua cái gì đó để mình nâng cấp lên. Đó, chẳng hạn như mấy cái này nè. À, mình đổi. Có thể đổi lại những cái nhân vật. Ở đây là cái gì đây? Ở đây là chắc là cái túi chứa của mình đó các bạn. Còn đây. Thôi. Không có Robert. Nhìn thấy nặng kèo Robert rồi đó. Rồi ra đây. Từ từ. Đầu vô thì chắc chắn là các bạn nào vào sẽ khổ như mình. Còn nếu mà bạn nào có Robert thì trời ơi khỏe quá rồi. Mình không cần phải lo cho những bạn đó. Tại vì mấy bạn đó có Robert phải nói là khỏe rú. Trời ơi tưởng gì. Game này vào là sử dụng chiêu thức vào ngự mấy bò. Đây. Nhìn tao hả bò. Chợ. Giống cự. Về bán. Trời ơi được 60 tiền rồi các bạn ơi. Vẫn chưa mua được một cái túi nữa. Khổ nổi dữ ít nè. Rồi ra tiếp tục. Hôm nay mà đứng mày nhìn nè, em nhìn không? Nhìn thấy mặt là thấy ghét rồi. Thằng đó có 7 à. Kiếm cái nào mà dữ dội hơn con trời đó con gì vậy. Đây. Chờ. Kích vào.
ơi, con bò này trâu dữ kìa. Con này con trâu chứ con bò gì. Đúng thiệt. Trâu nó có khác mà. Đó, đủ mua túi rồi nha các bạn. Rồi về mình làm bậy thêm túi coi nào. 80 mua cái túi 75 được rồi. Đây. Đó, mình được 50 chỗ chứa. Ở đây để coi coi có cần phải học kỹ năng gì không ta. Mình phải coi nghiên cứu thử mới biết. Đây. Đây là cái hệ thống gì nè. Đây. Level 5 mình sẽ học được một chiêu mới nha các bạn. Rồi. Rồi đi. Tắt sách tự cổ anh hùng đi. Mình hiện tại level 3 vẫn chưa có được kỹ năng nào đó mới mẻ. Rồi mình lên level là có đó. Giống như mấy bạn đó thấy không. Mấy bạn đó liền level 41 đồ các kiểu rồi. Hèn chi hệ thống kỹ năng chiêu thức mấy bạn đó rồ đỉnh điểm mà đúng rồi. Đây. Chà trâu mình đứng mình nhìn thôi hả. Bắn nó mà đứng nhìn ngó ni à. Ngó á. Bắn này lấy. Trời ơi full nhanh quá. Nó á. Chiền đầy chuối. Rồi tiếp tục. Ra từ. Mình hiện tại cấp 3 vẫn chưa lên, gần lên cấp 4 rồi các bạn. Gần lên. Đi kiếm con nào đánh cho dữ dội coi. Hên là mấy con này nó không quýnh lại mình nha. Chứ quýnh lại nó ủi mình cũng rưa. Mấy con này mà giờ đi ủi mình chắc cũng bựa lắm à. Nó lên được level nè, đâu? Khu này khu nào đây? Ở khu này mình phải có khoảng 1000 tiền mới qua được các bạn. Vậy là mình bây giờ là mình phải ở đây mình chơi với trâu bò chó gà rồi các bạn ơi, không qua bển được. Có thiền kìa mới qua bển được. Nó cứ vào đây mình cứ luyện trừ là được à. Đó, đơn giản không các bạn? Phải nói cái game này quá đơn giản, quá easy đi. Mình biết là có cho từng phe đánh nhau hay không, chắc mình nghĩ có đó, chắc luôn. Nhưng mà bây giờ hiện tại mình vẫn chưa biết chỗ thôi. Ôi, về bán kiếm chuyện. Về bán. Kỳ vậy. Sao không đưa mình về ta? Đây. Về bán. Đủ rồi. Đó. Rồi lại shop mình mua thêm chút gì đó mới được. Chứ vậy là không được à. Đây. Đó, ở đây ha. Ở đây để mình coi thử cái nào mình lua mới được. Đây, đó. Ở đây có túi. Trời. 200 xiền dữ vậy. Chua đấy. Chua. Ở nhạc nữa kìa, để mình coi. Cái nhạc game mình nghĩ là nên dẹp đi. Các bạn nào mà quay video giống mình đó nên dẹp nhạc game đi, nguy hiểm lắm. Tại vì mấy vụ bản quyền của YouTube căng lắm các bạn. Đó, chỉ để như thế này thôi, mình bắn xèo xèo được rồi. Các bạn nghe tiếng đó là ổn rồi. Cần gì phải nhạc nền nó. Đấy. Đỉnh vậy thôi chứ. Rồi, mình lên cấp 5 mình lấy chiêu mới xài cho các bạn xem ha. Mình biết là các bạn cũng đã biết hết rồi. Đủ gì vậy? Ghê vậy? Này. Gà này, gà đứng ngon nia với mình chứ. Ủa sao bắn từ nãy giờ chặt lắc một lắc hết vậy. Bắn công kích vô. Rồi xong. Sao mà máu mình sao mà tụt dữ vậy. Chắc là có bạn nào đó mặc cái gì đó lên quýnh mình đó. Vậy là chắc cái game này có thể là mặc đồ khác đó các bạn. Wow, dữ dội vậy thôi chứ trời ơi. Mấy bạn kia mua toàn là bét rồng một trong. Đây. Tấn công mấy máy cài mới được. Tấn công. Dứt. Này. Đây. Nhà cửa gì. Mình cứ phá. Phá càng nhiều càng tốt. Này. Ngon. Ở đây. Gà, vịt, heo, chó, trâu, bò gì phá hết. Ôi, chết rồi. Full rồi các bạn ơi. Về bán mới được. Ủa lúc nãy tiễn đưa mình về mà bây giờ là mình phải tự chạy về luôn hả? Ở đây nè các bạn. Chắc là mình mở cái này lên nè. Đây là gì đây? Coi thử mới được.
chắc là cái dạng mà đấu trường mình thấy cái chữ con khoẹt thì phải quest giảm tiền truy nã hay sao á, cái gì năm năm NBC là sao ta. Kệ đi kệ đi, anh em nào biết cái gì chỉ mình hay không, hiện tại mình mới vào mình ngu lắm, các bạn có chửi mình ngu thì cũng vậy thôi, tại vì mới vào chả biết gì, phải cần những bạn đi trước chỉ mình mới được. Có cái thông này phá luôn. Ô chuồng gà vô náo loạn chuồng gà liền, tổng kết nấu á đây, nhà cửa đập luôn, giỡn đập banh chanh bò sữa hả chơi vậy thôi chứ đụm. Rồi như vậy mà chưa lên được cấp nữa các bạn, công kích dữ lắm. Hên này nha, hên hiện tại là mấy bạn này là fan mình, nó đi theo mình lên TV á, chứ gặp mấy bạn đó mà ăn chắc mình cũng không thét luôn quá. Đây bò này nè, con trâu chứ, quýnh con trâu này nó mới lên kinh nghiệm nhanh các bạn ơi. Máy cài nè, đập luôn máy cài, tưởng máy cài là ngon, đồng kết liền. Rồi đi về mình đi xa quá rồi, em đi xa quá rồi, giờ chỉ cần ghe hàng về thôi. Gì đây, update gì đây, cài đi về đây shop coi mình có cần up cái gì lên ông ta. Nó kêu mình up à, mình up túi, nó kêu hiện tại full này nên cần phải up thêm túi để chứa. Rồi tắt đi để mình vô mấy cánh cổng kia coi là cái gì. Thấy mấy bạn kia chạy vô khí thế hào hùng lắm, mình cũng bắt chước mình chạy vô coi heo đó. Đâu coi cấp 4 mà mình dạng sung sảng lắm. Gì đây, sao không cho đi đâu à. Chắc là mình nghĩ là cái cánh cổng này á, để qua từng khu đó các bạn, chẳng hạn như những cái khu múc múc tì tì bên kia đó các bạn. Đó, mình không muốn chạy bộ, mình qua cánh cổng đó để mình đi á. 200 tiền nè các bạn, mình mua một cái con đầu tiên heo. Đó. Con đầu tiên của mình là con gì đây? Trời ơi, con cá heo. Vãi chứ. Rồi, lấy ra xài. Ủa sao cuộc sống cứ xô đẩy mình lại đây hoài à? Đây hả các bạn? Ủa sao mình không có xài được con đó ta? Bét nè các bạn. Lấy ra. Quá. Cô đời. Mình không biết cô đời để nhập vô ta. Cấp 5 đi. Mình cũng không ra cứu coder nữa, coder thì dễ thôi. Lên YouTube thì đầy gì, Google cả đó. Tại vì không chịu ra cứu rồi các bạn. Ra cứu là chuyện dễ, thằng é thằng mè mà. Giỡn, lên level 5. Để chiêu thức mới ra xài thử rồi các bạn. Coi. Rồi mấy ông nội này chưa mở khóa mà. Trời ơi, 500 tiền. Rồi, không sao các bạn. Mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình. Để mình lên 500 tiền thử xem thấy không, nó về bán buôn liền. Rồi, ra farm xí nữa là lên rồi. Chừng farm xíu nữa thôi, mình sử dụng chiêu đó sau đó mình nghỉ. Không biết là cái game này mình còn có thể vào chơi lâu dài hay không nữa thì mình không biết thấy không. Để mình coi thử coi, nếu mà có thời gian được nhiều anh em ủng hộ mình sẽ vào trong chơi game này. Còn không thì thôi vậy. Bắn. Đột kích vào đấy. Giống hả? Heo gà chó gì cũng trà hết á. Kì vậy? Sao mở hết được rồi. Về. Đó, nó hiện cái chỗ mình về bán nữa nè, đấy. Khoảng chừng 250 nữa thôi là ngon rồi. Bây giờ mình phải mua thêm một cái túi nữa các bạn. Mua thêm túi đi. Mình thấy có cái túi tầm 210 nè. Đó, mua vô mình xài mình được khoảng 85 ô nè, 85 chỗ chứa. Đó,
giờ công kích để đụng đồ thôi. Có ở đâu khó khăn? Đây. Này. Quá hết. Trời game gì vào đây chọi bò, chọi trâu, chọi gà thôi sao mà easy dễ dữ vậy ta. Công kích. Kích vô này. Phải vậy chứ. Đây. Nobita mua game pass. thì bạn nó có tiền bạn nó mua làm sao mấy bạn khó dữ vậy. Có tiền thì vào chơi game gì cũng dễ hết, có tiền mua tiên cũng được mà. Chuyện gì mà game pass đó anh em làm khó mà nói dữ vậy. Đây về bạn, cái gì đây, gì đây, kêu mình cái gì đây nè các bạn. Hình như đây là cái nhiệm vụ nè, đúng rồi, mình cần phải nhận nhiệm vụ để tiêu diệt nha các bạn. Vậy là cái đây là cái khu vực nhiệm vụ đó. Nó mình nhận xong mình diệt xong mình về mình trả. Còn thiếu hai con nữa, mình cũng biết là thiếu cái gì. Rồi, cứ công kích đi heo. Quá ra cái đó là nhiệm vụ các bạn ơi. Rồi về bán. Nó truyền mình lên với một tốc độ với nó là bàn thờ. Ở đây kêu mình tiêu diệt cái gì á. Nào để coi mình nhận nữa coi. Gì vậy trời ơi. Ủa gì chấn thiên động địa rồi xong mình kẹt đây luôn rồi. Bị dính cứng ngắc luôn rồi các bạn. À bay ra được rồi. Chắc là mình phải công cụ này đó để kiếm thêm chút lúa đó nè. Đây để mình coi nhiệm vụ là làm cái gì. Giờ mình phải ăn quýnh đây nè, để mình coi lại. Rồi. Hết được rồi. Bò phải không? Bò, heo, chó, gà, vịt gì cũng hết. Quýnh chừng nào mà cho nó lòi nhiệm vụ ra nó xong thì thôi. Bò này phải không? Không phải, vậy gà này rồi. Hay là cậu nhóc này hay là chiếc máy cài, công kích máy cài luôn. Đó các bạn. Nè, xong nhiệm vụ nữa rồi nè. Đấy. Quýnh cái máy cài này nữa. Ngon nó xình hôi coi. À đây. Giỡn. Máy cày. Đấy. Xuyên rồi, chuẩn bị học được chiêu thức mới rồi nha các bạn. Đó, xuyên nhiều rồi. Đấy. Rồi mình sẽ học cái chiêu thức mới hay không? Coi. Đâu rồi ta? Đây chiêu level 5 có truyền nâng cấp level lần 25 nâng lên, không biết là nâng được đến level mấy nữa. Mấy này chắc mình nghĩ là cũng nâng level lên nè các bạn. Đó, càng nâng lên thì quy lực mình đánh ra sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đấy, nó có cái hệ thống nâng up level nha các bạn. Đó, mình có truyền là mình up max luôn cũng được nữa, nhưng mà không có tiền thì phải chịu thôi. Rồi phàn, quên lấy chiêu ra. Đấy, trời ơi, có chiêu là phải lôi, phải móc đầu ra liền. Gì đây, chiêu đây. Thôi cốc, quy lực hả? Ừ, dữ ta, vậy chứ. Ừ, nó quá. Trời ơi, ghê gớm ghê vậy thôi chứ. Tổng kết vô, tan nát, nổi lông liền. Tại không, mấy bạn đó còn khủng khiếp, còn quẩy tung chảo hơn mình nữa. Đấy, lên truyền tiếp tục rồi. Vậy là video ngày hôm nay thì mình cũng đã luyện lên được level 6 rồi nha các bạn. Đó, thì khi vào đây thì các bạn cứ nhận nhiệm vụ, sau đó là lết xác chạy ra ngoài mà làm hay không. Đó, nhận nhiệm vụ thì nó sẽ có ở trong đây rồi nha các bạn. Đấy, đó nó kêu mình hoàn thành bao nhiêu nè. Đánh cái gì mà 225 đam nè. Đó. Đó thì các bạn cứ đi theo chủ nhiệm vụ các bạn làm. Nếu mà không biết tiếng Anh đó thì các bạn cứ ra các bạn đập đại đập bừa, đập con gì cũng đập hết á, gặp cái thứ gì cũng quýnh hết đó. Đó. Chẳng hạn như mình vậy này ha. Đó. Thấy cái thứ gì các bạn cũng nhồi hết á. Đấy. Nhồi chà hết đấy. Qua hạm vụ nha các bạn. Không. Đó, dễ dàng. Cái sau đó chỗ này là trả nhiệm vụ đấy, nó sẽ cộng tiền cho mình, sau đó mình tiếp tục nhận nhiệm vụ.
nó lại tiếp tục đưa cái nhiệm vụ 225 đam. Dễ, nhiệm vụ này thì phải nói là tương đối dễ dàng. Đấy, đấy mình chỉ cần mình đánh đủ cái lượng sát thương 225 là về trả thôi. Đây, nhiệm vụ này xong rồi nè các bạn. Đấy, về mình trả. Đó, truyền thì vẫn cứ nhảy đấy. Chưa bao giờ mà nó kiếm tiền mà nó dễ đến thế. Rồi, ok. Thì mình cũng cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã bỏ không ít thời gian ra theo dõi video của mình trong ngày hôm nay ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người trong một video nào đó không xa của mình. Nếu thấy video mình hay, bấm like, subscribe, chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Bye bye. See you again.